Này, em bảo em hỏi thật là bây giờ một đêm anh có thể chiến đấu được mấy hiệp? Ba hiệp, 3 hiệp. Điêu. hai hiệp, Nhìn mặt đã điêu. một hiệp. Đang 3 lại xuống 2, xong rồi lại xuống 1. Điêu thế thì có khi chắc tuần được 3 cái chứ gì. Làm gì được một ngày một cái. Đàn ông trên 30 tuổi rồi làm gì mà khỏe thế. Nói thật đi xem nào. Một hiệp, Một hiệp một ngày á? một hiệp một tuần. Eo ơi, thế thì chết. Một hiệp một tuần thì chết. Vợ anh thì có mà chết, chết chết anh ơi. Như thế thì chết anh ạ. À, không như thế được đâu, em bảo nhá. Bây giờ ấy, thực ra trên 30 tuổi thì đàn ông ai mà chả thế. Anh không phải ngại đâu. À, kể cả anh không trả bài cho em cũng được mà. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ anh phải tăng cái tần suất lên. Tăng lên anh ạ. Thế làm nào? Thế anh không thấy vợ anh đang phơi phới như này mà anh một tuần một lần thì mà em ngất ngây à hả? Nói gì nói luôn đi. Thì bây giờ nhá, để tăng lên ấy thì anh phải phải gia tăng cái hormone testosterone trong người anh. Anh phải bổ sung những cái dòng thực phẩm như là nhiều kẽm ấy, hàu này, thịt bò, cần tây, trứng trần này, hoặc không thì mai em đưa cho anh cái viên uống hàu nhá. Nó sẽ giúp anh gia tăng hormone